chào quý khán giả đang đến với chương trình Cúc Nhìn Đa Chiều. Thưa quý khán giả, ngày nay rất nhiều chị em phụ nữ dùng nhiều loại mỹ phẩm từ Tây đến ta, rồi thậm chí là ở miền quê, nhiều người còn tự chế các loại mỹ phẩm để sử dụng. Và trong những năm gần đây, kem trộn được ca ngợi là có công dụng dưỡng trắng da siêu tốt chỉ trong vòng từ 1 cho đến 2 tuần. Và điều này cũng đã khiến cho các chị em chết mê chết mệt. Trên Internet chỉ cần search tìm cụm từ là tự làm kem trộn trắng da trên một diễn đàn dành riêng cho phụ nữ. Chỉ trong 0,25 giây đã hiện lên gần 100.000 kết quả. Khi lần vào những shop bị tự làm kem trộn này, thì các chị em rơm rã bàn luận về cách làm kem trộn tại nhà mà hầu như là mỗi một phụ nữ chia sẻ mỗi cách làm kem trộn của bản thân. Không biết công dụng như thế nào, nhưng thông tin từ các bệnh viện da liễu cho biết, số người nhập viện vì dị ứng kem trộn ngày một nhiều, thậm chí là có trường hợp không thể khắc phục được. Không khó để tìm được nguồn mua những loại kem tắm trắng thần kỳ ấy, nhưng để xác định về chất lượng cũng như mặt hàng thì thật khó khăn. Da lì lột chỉ một lần là trắng, nếu không đo Ngân sẽ hoàn tiền cho các bạn cứ yên tâm. Thế nhưng trong thực tế, người mua hàng thường không kiểm chứng về những thành phần có trong kem trộn. Sự việc chị vợ lỡ ra khi những hình ảnh người tiêu dùng chịu tác hại từ kem trộn tắm trắng xuất hiện ngày càng dày đặc trên những mặt báo. Hay việc người mua ngã ngửa vì status tố kem trộn với giá 1 triệu 400 nghìn đồng một hũ. Với những thiết bị quay bí mật của chương trình, chúng tôi đã thâm nhập vào một địa chỉ kinh doanh kem trộn tắm trắng tại Hà Nội. Nó là nguyên liệu loại 2, loại 3 thì nó sẽ bị... Chị có thể trộn cho em cái loại mà 300 nghìn một cân cũng được, cũng có. Ví dụ 300 nghìn một cân thì em có thể đong vào được tầm khoảng 6-7 hộp. Nếu mà đây là hộp đặc nhá, hộp đặc thì đong được 6 hộp đặc như thế. Còn ví dụ em muốn em pha loãng ra để bán cho sinh viên thì em có thể trộn pha được 10 hộp. Kem trộn được mua trên thị trường hoặc tự trộn, chúng ta chỉ biết nó được làm theo công thức nào mà không rõ tại sao lại là những thành phần này kết hợp với nhau. Ngoài ra, những sản phẩm này cũng không được một cơ quan y tế nào kiểm chứng về chất lượng cũng như là mức độ an toàn khi sử dụng. Nhưng có một điều mà hầu như người bán và cả người dùng đều biết, đó là trong kem trộn sẽ có chứa các chất kháng viêm như là corticoid, đồng thời ức chế miễn dịch của da khiến cho da trắng rất nhanh và loại bỏ mụn một cách nhanh chóng. Nhưng việc sử dụng chúng để làm đẹp giống như là một con dao hai lưỡi. Ban đầu thì có thể các chị em sẽ cảm thấy da dẻ của mình đẹp hơn hẳn. Song về lâu dài, da mặt sẽ ngày càng đen, nổi mụn và bị nám, tàn nhang nhiều hơn. Bởi vì những loại kem trộn sẽ khiến cho da bị ăn nắng và tàn phai ghê gớm. Và cũng chính vì điều này đã làm cho không ít người hối hận không kịp. Để chứng thực về hậu quả của những loại kem trắng da kia, chúng tôi tìm đến với nạn nhân và phải nhờ đến một trang chuyên chia sẻ bí quyết chăm sóc và làm đẹp của chị em phụ nữ. Sau một vài giờ đồng hồ đăng status, đã có rất nhiều những phản hồi về tác hại của kem trộn trắng da. Khi em dừng xong thì mặt em đều nó đỏ au. Bây giờ em cần ra nắng. Bây giờ nó không sao thôi mà ra nắng tí là mặt em nó nổi các nốt, nó nhỏ như kẻ mụn đốt đi. Mụn nó không nói làm gì, còn da nó sạm rồi, bắt đầu lỗ chân lông nó nở to hơn rất là nhiều. Em cũng chỉ khuyên các bạn ấy là bây giờ mình đẹp nhưng mà sau này hậu quả sẽ rất là khôn lường. Người tiêu dùng cần phải chú ý những gì khi mà lựa chọn phương pháp làm đẹp. Chúng tôi xin được đưa ra những gợi ý sau đây. Người tiêu dùng nên tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ trước khi tìm đến sử dụng một loại kem trộn về thành phần, nguồn gốc cũng như đặc tính. Trước khi dùng mỹ phẩm, phải bôi trước lên vùng da khuất. Nếu không bị đỏ hoặc ngứa thì mới sử dụng cho da mặt của mình. Trong thời gian sử dụng mỹ phẩm, nếu có bất kỳ dấu hiệu ngứa hoặc rát hoặc khó chịu trên thì phải dừng lại và đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu ngay lập tức. Khi da đã yếu, có nhiều mụn, vì sử dụng mỹ phẩm kem trộn có thể càng làm bít lỗ chân lông, dẫn đến tình trạng nhiều mụn hơn. Vì vậy người dùng cần cân nhắc, nhất là khi sử dụng các loại mỹ phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, và thử trước khi sử dụng để tránh tình trạng bị dị ứng. Riêng đối với những ai đã và đang dùng các loại mỹ phẩm tự chế này, khi phát hiện ra những dấu hiệu tổn thương do kem trộn gây nên, thì hãy đến các trung tâm da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời, để tăng được khả năng phục hồi cho da và đỡ tốn kém tiền bạc. Và tốt hơn hết là hãy tỉnh táo khi lựa chọn những mỹ phẩm chăm sóc da. Phụ nữ thì ai cũng muốn mình đẹp hơn mỗi ngày, nhưng một người phụ nữ biết yêu thương bản thân thì sẽ biết chọn những phương pháp làm đẹp tốt cho sức khỏe của mình. Và thông tin này cũng đã kết thúc chương trình Góc Nhìn Đa Chiều ngày hôm nay. Xin được mến chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình kỳ sau.